Quan chức Trung Quốc nhận tội tham nhũng liên quan đến crypto. Theo một báo cáo được xuất bản bởi Sinh quen Liampo vào ngày 29 tháng 12, cựu bí thư thành ủy Phúc Châu, Seo-ji đã chính thức nhận tội tham nhũng trước Tòa án Nhân dân Trung cấp Hàng Châu, Chiết Giang. Được biết, trong nhiệm kỳ từ năm 2008 đến năm 2021, Seo-ji bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 125 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 18 triệu đô la, liên quan đến các chương trình xây dựng và thăng chức bất hợp pháp. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2021, với tư cách là bí thư thành ủy Phúc Châu, Seo-ji đã hỗ trợ các công ty khai thác tiền điện tử dưới hình thức trợ cấp, hỗ trợ vốn và đảm bảo điện. Những hành vi này được cho là trái với quy định của Trung Quốc và dẫn đến thiệt hại lớn đối với tài sản công và gây hậu quả bất lợi. Chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm tất cả các hoạt động khai thác tiền điện tử vào ngày 24 tháng 9 năm 2021 với lý do chi phí năng lượng cao và cần phải đạt được các mục tiêu trung hòa carbon. Theo đó, chặn quyền truy cập của những người khai thác tiền điện tử vào thị trường điện và vốn, cũng như cấm đầu tư tổng thể. Dogecoin lên tiếng bác bỏ tin đồn chuyển mạng sang Proof of Stake. Sau khi vấp phải nhiều tin đồn xoay quanh việc sẽ chuyển mạng Dogecoin sang cơ chế Proof of Stake, phía nhà phát triển của Dogecoin đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Trong một tuyên bố vào ngày 29 tháng 12, đại diện của Dogecoin Foundation, Michi Lumen đã khẳng định rằng họ không có quyền tự ý nâng cấp mạng khi chưa có sự đồng ý của những người xác thực và cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh rằng họ chưa từng lên kế hoạch về việc chuyển đổi Dogecoin sang Proof of Stake. Tất cả những gì họ có thể làm là phát thảo, mã hóa và trao quyền biểu quyết cho cộng đồng, và tất cả những đồn đoán ngoài kia về việc này đều là vô lý. Được biết, những tin đồn bắt đầu được lan truyền sau khi kênh YouTube Rapid Mining xuất bản một video vào ngày 28 tháng 12 với tiêu đề "Điều gì sẽ xảy ra nếu Dogecoin chuyển sang Proof of Stake?". Nhiều người trong cộng đồng đã bắt đầu lan truyền rộng rãi trên Twitter, các Reddit, với nhận xét rằng việc hợp nhất của Dogecoin sẽ giết chết đến 60% lợi nhuận của những người khai thác tiền điện tử. Mặc dù video không khẳng định rằng nhóm Dogecoin sẽ thay đổi mạng, tuy nhiên nó đã đề cập rằng có vẻ như Dogecoin Foundation đang ngầm tuyên bố rằng họ sẽ chuyển sang Proof of Stake. Tuy nhiên, sau đó nhóm này cũng đã lên tiếng phủ nhận rằng việc nâng cấp chỉ là một thỏa thuận chưa được thực hiện. Tính đến 8 giờ sáng nay, giá Dogecoin hiện đang giao dịch tại 0,07126 đô la, tăng 1,06% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay vào việc chạy thử nghiệm CBDC đầu tiên. Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, viết tắt là CBRT, đã tiến hành các thử nghiệm đầu tiên đối với đồng lira kỹ thuật số. Trong một tuyên bố vào ngày 29 tháng 12, CBRT cho biết họ đã thực hiện thành công các giao dịch thanh toán đầu tiên trên mạng tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, hay còn gọi là CBDC, như một phần của giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Theo CBRT, trong quý đầu tiên của năm 2023, CBRT sẽ tiếp tục các thử nghiệm thí điểm ứng dụng vòng kính, quy mô nhỏ được thực hiện với các bên liên quan về công nghệ. Kết quả của quá trình này sẽ được công khai trong một báo cáo đánh giá toàn diện. Đồng thời, CBRT được tiết lộ thêm rằng vào năm 2023, đồng lira kỹ thuật số của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển sang giai đoạn nâng cao. Trong đó, CBRT sẽ tiến hành thử nghiệm thí điểm với sự tham gia rộng rãi của các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính. Ngân hàng Trung ương cho biết các nghiên cứu về khía cạnh pháp lý của đồng lira kỹ thuật số cho thấy rằng nhận dạng kỹ thuật số có tầm quan trọng sống còn đối với dự án. Vì vậy, họ ưu tiên nghiên cứu về khuôn khổ kinh tế và pháp lý trong suốt năm 2023. FBI vào việc điều tra các vi phạm dữ liệu liên quan đến 3Commas. Sau loạt lùm xùm về việc làm rò rỉ dữ liệu người dùng, nền tảng quản lý giao dịch tiền điện tử 3Commas được cho là đang đối mặt với cuộc điều tra từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là FBI. Chỉ trong tuần này, đã có đến 100.000 khóa API thuộc Binance và KuCoin được liên kết với 3Commas bị rò rỉ bởi một người ẩn danh. Trong một tiết lộ gần đây với Coindesk, hai người dùng của 3Commas cho biết họ đã được các đặc vụ từ văn phòng Cincinnati thuộc FBI liên hệ lấy thông tin về vụ vi phạm dữ liệu trên. Trong suốt vài tháng qua, đã có rất nhiều người dùng 3Commas phát hiện và báo cáo các vi phạm dữ liệu quan trọng từ phía 3Commas, dẫn đến những thiệt hại về tiền. Ban đầu, phía 3Commas đã lên tiếng cho rằng những người dùng rất có thể đã bị lừa đảo và luôn khẳng định rằng trên nền tảng của họ an toàn. Gần đây nhất sau khi giám đốc điều hành của Binance, James Benzel lên tiếng cho rằng nền tảng 3Commas có vấn đề. Đại diện 3Commas, Yuri Sorokin mới chính thức thừa nhận về vụ rò rỉ, nhưng lại nhấn mạnh rằng vẫn không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy vụ rò rỉ là do nội gián. Được biết, một nhóm nạn nhân khoảng 60 thành viên của 3Commas trước đó đã liên hệ với cơ quan mật vụ Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật khác để trình báo việc họ bị mất tiền do khóa API bị rò rỉ. Giá trị tài sản bị đánh cắp lên đến hơn 20 triệu đô la. PCT vẫn giữ im lặng trước bão FOMO từ XT.com và Huobi. Việc hai sàn giao dịch tiền điện tử Huobi và XT.com bất ngờ niêm yết đồng bi thuộc dự án P Network đã khiến cộng đồng tiền điện tử được một phen hỗn loạn. Trong khi nhiều người vui mừng vì giá trị của đồng bi đã được công nhận, song nhiều người cũng bắt đầu đặt nghi vấn về độ tin cậy của việc niêm yết trên. Theo đó, cộng đồng cùng những người ủng hộ bi đã bày tỏ nhiều ý kiến tiêu cực về sự kiện mới này, chỉ ra rằng hiện vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía P Network. Tuy nhiên, tài khoản Twitter của P-News Media, một nền tảng truyền thông hàng đầu của P Network, đã lên tiếng cảnh báo rằng P Network vẫn chưa mainnet mở. Hiện tại, sàn giao dịch XT.com cũng chưa triển khai thảo luận với phía dự án về việc chính thức ra mắt Pi, đồng thời nhấn mạnh rằng các giao dịch tương lai trên sàn giao dịch này không phải là đồng Pi thật. Kể từ khi chính thức được niêm yết, giá đồng Pi đã tăng mạnh mẽ và tính đến 9 giờ sáng nay, Pi đã giao dịch tại 45,8 đô la, tăng đến 250% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Trước những động thái list bất ngờ của các sàn lớn như Huobi, XT.com, liệu người Anh cả trong ngành có tham gia vào cuộc chơi này hay không? Hãy cùng CryptoLeaks.vn tìm hiểu vấn đề này trong bản tin chia sẻ nhận định phát sóng vào lúc 18 giờ chiều nay nhé. Việt Nam có bao nhiêu đại gia thuộc giới siêu giàu? Theo Knight Frank, người siêu giàu là những cá nhân có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, bao gồm cả giá trị bất động sản cư trú chính. Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh trong vòng 20 năm trở lại đây. Kéo theo đó, tốc độ tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, giàu và siêu giàu cũng thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Nếu xét số lượng siêu triệu phú, hay còn được gọi là những người siêu giàu với tài sản trên 30 triệu USD, Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nước ASEAN với 390 người. Hiện nay, Việt Nam cũng đứng thứ 6 Đông Nam Á về số lượng tỷ phú USD, theo Forbes. Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tổng tài sản của 6 tỷ phú giàu nhất Việt Nam tính đến ngày 23 tháng 12 năm 2021 lên tới 19,5 tỷ USD. Đứng đầu danh sách là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup với tài sản lên tới 7,5 tỷ USD. Các tỷ phú tiếp theo trong danh sách là tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát, 3,1 tỷ USD. Tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank, 2,6 tỷ USD. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet, 2,5 tỷ USD. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan, 2,2 tỷ USD. Và tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ô tô Trường Hải, 1,6 tỷ USD.